Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Vừa qua mình vừa mới nhận được một cái câu hỏi rất là thú vị về bảo hiểm Obamacare, cho nên mình muốn làm cái video này để trả lời cái câu hỏi này, bởi vì mình nghĩ là nhiều người trong cộng đồng người Việt mình chắc cũng gặp những cái trường hợp tương tự như thế này. Bạn này hỏi rằng là năm vừa rồi bạn được gia đình bạn có bảo hiểm Obamacare, nhưng mà đến khi khai thuế thì người ta nói rằng bạn mắc nợ 8.000 đô la cho tiền trả bảo hiểm Obamacare. 8.000 đô là một cái số tiền khá lớn. Thì bạn này rất là hoang mang là vì sao lại được bảo hiểm Obamacare rồi bây giờ lại tự nhiên khai thuế xong là người ta lại bắt trả 8.000 đô cho cái bảo hiểm này. Và bây giờ phải làm như thế nào? Bởi vì 8.000 đô là một cái số tiền khá là lớn. Cho nên bạn này cũng đang rất là bối rối và rối loạn là không biết là phải làm sao. Vì sao lại có cái chuyện được bảo hiểm Obama miễn phí mà bây giờ lại bị mắc 8.000 và bây giờ phải làm sao để trả 8.000 này? Thì mình làm cái video này để giải thích cho mọi người biết là vì sao những cái trường hợp như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi những cái trường hợp như vậy xảy ra thì bạn có thể làm được những cái gì để giảm cái số tiền phải trả lại. Cái số tiền 8.000 là một cái số tiền khá lớn. Cho nên trong video này mình sẽ giải thích rõ ràng và hướng dẫn cho các bạn một hai cách để các bạn có thể làm để giảm được cái số tiền phải trả này. Alright, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì channel của mình tập trung vào ba chủ đề: tăng thu nhập, giảm chi phí, hướng dẫn đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì ở Mỹ thì mình tin rằng á, là chỉ phải đầu tư, cho dù là đầu tư bất động sản hay là đầu tư chứng khoán thì mới có thể trở nên giàu có hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, bởi vì mình phải làm cho đồng tiền của mình đẻ ra tiền mỗi ngày. Thì khi đó đến một lúc thì sức lao động của mình không còn nữa thì mình mới có cái nguồn thu nhập ổn định. Nếu đó là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Mình ra video vào mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Alright, bây giờ quay trở lại với câu chuyện này là vì sao khi mà bạn này, gia đình bạn này xin bảo hiểm Obamacare, bảo hiểm sức khỏe thì được cái bảo hiểm Obamacare và được miễn phí, không phải trả đồng nào cả. Và đến bây giờ, đến khi khai thuế xong thì người ta nói là còn mắc nợ lại 8.000 cho cái tiền bảo hiểm này. Vì sao như thế? Thì trong những cái video trước mà mình giải thích bảo hiểm Obamacare thì mình đã nói rõ rồi, bảo hiểm Obamacare là bảo hiểm sức khỏe dành cho tất cả những người Mỹ muốn mua bảo hiểm cho họ và cho gia đình của họ. Bởi vì sống ở Mỹ thì các bạn biết rồi, hầu hết mọi người có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế là từ cái công ty mà người đó làm. Nếu mà bạn làm ở các cái công ty nhỏ hoặc các là tiệm nail, nhà hàng mà người công ty đó người ta không những cái chủ doanh nghiệp đó người ta không cho bạn bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế thì bạn phải tự mua cái bảo hiểm này. Và rất là may mắn á, là mình có và hiện giờ thì mình có cái bảo hiểm Obamacare này, người nào mua cũng được cả. Và cái bảo hiểm Obamacare này là dành cho tất cả mọi người, không chỉ là những người có thu nhập thấp. Có nhiều người tưởng á, là bảo hiểm Obamacare này chỉ cho những người có thu nhập thấp thôi, không phải người nào cũng mua bảo hiểm này được cả. Và bảo hiểm này là nó là một cái Federal Marketplace, tức là nó là một cái chợ bán bảo hiểm mà tất cả các công ty bảo hiểm đều bán cả cái policy, cả cái plan bảo hiểm sức khỏe của mình ở trên cái chợ này. Và người giàu người nghèo gì cũng vào đấy mua được cả. Tuy nhiên, bảo hiểm Obamacare thường thì nó phổ biến với những người có thu nhập thấp là bởi vì nó có một cái lợi ích rất là lớn. Nếu thu nhập của gia đình của bạn, nếu thu nhập khai thuế của gia đình của bạn thấp hơn mức 400% cái mức nghèo đói liên bang, tức là cái mức Federal Poverty Level. Và cái mức đó nó được công bố hàng năm, là người ta sẽ công bố dựa vào các cái lạm phát và các cái chỉ số khác để người ta nói rằng là một gia đình như vậy có chân đỏ người thì là cái mức nghèo đói liên bang, là mức thu nhập cho cả gia đình đó là bao nhiêu. Và lại tất nhiên đây là thu nhập khai thuế, bởi vì khi bạn đi khai thuế, cái số tiền bạn khai thuế á, nó sẽ được công nhận là cái số thu nhập chính thức của bạn. Còn có nhiều người mà ví dụ kiếm được 100 ngàn mà chỉ khai thuế 30 ngàn thì cái phần còn 70 ngàn đó thì người ta không biết đó là thu nhập của bạn, bởi vì bạn không có khai thuế thì chính phủ sẽ không biết, đúng không? Thì nếu như mà thu nhập khai thuế của cả gia đình của bạn mà dưới hơn cái mức 400% cái mức nghèo đói liên bang đó thì bảo hiểm này, cái chương trình chính phủ này sẽ cho bạn những cái subsidies. Và cái subsidy đó còn được gọi một cái từ khác là premium tax credit, tức là những cái khoản trả lại cho tiền thuế thu nhập của bạn để cho bạn được giảm giá cho cái bảo hiểm Obamacare insurance này.
Thì chính vì vậy á, lúc mà bạn đi mua bảo hiểm, lúc mà bạn tới cái người bạn bảo hiểm Obama này, về người agent hay là cái người broker trong địa phương của bạn, bạn nói là cho bạn mua bảo hiểm Obamacare cho gia đình của bạn, thì cái câu hỏi đầu tiên mà người đó thường hỏi bạn á, là bạn ở cái zip code nào, sau đó á, thì gia đình bạn bao nhiêu người, và sau đó á, là bạn định á, là thu nhập cho năm tới đây, ví dụ như bây giờ là lúc mà mình phải đang lúc mà mọi người phải nên đi mua bảo hiểm cho năm 2024 này, thì khi mà các bạn đi mua bảo hiểm cho năm 2024 á, thì cái người bán bảo hiểm sẽ hỏi bạn á, là giá thu nhập giá thuế thu thu nhập khai thuế của cả gia đình bạn trong năm 2024 bạn nghĩ là sẽ bao nhiêu, và bạn nói à thu nhập của gia đình mình nghĩ là khoảng 40 ngàn 50 ngàn gì đấy, thì dựa vào cái mức thu nhập mà bạn nói cho người khai thuế cái người bán bảo hiểm đó biết, thì người đó sẽ vào một cái phần mềm ở trên cái trang web của chính phủ, và cái phần mềm đó sẽ tính ra được cho bạn á, là với cái thu nhập khai thuế và với cái gia đình của bạn và ở cái địa phương đấy thì bạn sẽ được bao nhiêu tiền cho cái premium tax credit. Thì ví dụ mỗi gia đình có thể là được 500 đồng, 700 đồng, 800 đồng, 1 triệu đồng, 1.000 đồng cái premium tax credit đó, và cái số tiền đó là để dành cho gia đình của bạn mua cái bảo hiểm Obamacare này. Và nếu như mà bạn chọn cái plan bảo hiểm mà nó nhiều tiền hơn cái số tiền bạn được miễn đó thì bạn phải trả cái phần chênh lệch. Nếu mà bạn chọn cái plan mà rẻ hơn cái số tiền bạn được nhận bảo bạn được nhận hỗ trợ đó thì bạn sẽ không cần trả đồng nào cả. Thì cái chuyện mà bạn nắm vừa rồi bạn nói là bạn đi mua bảo hiểm thì người ta nói là bạn được bảo hiểm free, bạn không phải trả tiền gì cho gia đình của bạn cả. Thì bởi vì lúc đó người ta hỏi bạn gia đình bạn có mấy người, người mà bao nhiêu tuổi, bạn đang ở cái zip code nào, và thu nhập năm 2023 của bạn nghĩ là bao nhiêu, thì bạn nói là cả gia đình mình thu nhập là khoảng 40 ngàn, 50 ngàn gì đó chẳng hạn. Thì dựa vào con số đó, cái người bạn bảo hiểm cho bạn vào cái phần mềm của chính phủ và tính ra được á, à nếu mà như vậy thì gia đình bạn có được một cái premium tax credit hay là có được một cái subsidy, tức là cái khoản hỗ trợ của chính phủ để mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình bạn, và cái khoản hỗ trợ đó là 800 đồng mỗi tháng chẳng hạn. Và sau đó là người agent đó hướng dẫn cho bạn chọn một cái plan bảo hiểm Obama này, nó chỉ có giá trị là 600 ngàn, 6, 6, 600 đồng cho một tháng thôi. Thì là tất nhiên bởi vì bạn được cái khoản hỗ trợ để mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình của bạn là 800 đồng mà bạn chọn cái plan 600 đồng, thì cái người ấy cho là nói bạn được cái plan này miễn phí, nhưng mà thật ra là nó không phải là miễn phí mà bạn đã được cái subsidy đó rồi, bạn được cái premium tax credit đó rồi, cho nên là nó bù trừ bạn không cần trả đồng nào cả. Nếu như mà bạn chọn một cái plan vào lúc đó trọn giá trị 1.000 đô mỗi tháng cho gia đình của bạn á, thì là để bạn phải trả cái phần chênh lệch là 200 đồng mỗi tháng, đúng không? Thì cái khoản mà được hỗ trợ của bạn là 800 đồng mỗi tháng đó là dựa vào cái mức thu nhập bạn nói cho cái người bạn bảo hiểm là bạn nghĩ thu nhập của gia đình bạn năm 2023 là chừng đó tiền là 40 ngàn mỗi năm, đúng không? Bây giờ bạn vừa mới làm thuế xong của năm 2023, mình nghĩ là bạn trong cái trường hợp là làm của những cái người làm gia hạn, tức là làm cái hàng cuối là ngày 15 tháng 10 chứ không phải là ngày 15 tháng 4, thì bạn làm cái bây giờ bạn làm gia hạn thuế khai thuế cho năm 2023 của bạn, đến khi bạn đi khai thuế cho năm 2023 thì cái số thu nhập chính thức, số thu nhập cụ thể của gia đình bạn trong năm 2023 nó nhiều hơn 40 ngàn. Có khả năng là bây giờ cái thu nhập chính thức của năm 2023 của bạn khai thuế á, là thành 120 ngàn rồi. Thì với cái thu nhập khai thuế đó, thì bây giờ đó là cái thu nhập khai thuế chính thức. Còn cái số 40 ngàn mà bạn nói cho người bạn bảo hiểm năm ngoái á, là cái số bạn chỉ dự đoán thôi. Và bây giờ bạn đi khai thuế là có cái số thu nhập chính thức của năm 2023 là 120 ngàn đồng, 120 ngàn đô rồi. Thì bây giờ khi bạn đóng cái số, khi bạn khai thuế về cái số tiền đó thì người ta sẽ tính lại với cái mức thu nhập cụ thể này, cái nhất mức thu nhập chính thức này, thì bạn sẽ không được hưởng cái tiền hỗ trợ để trả cho cái bảo hiểm Obama này nữa, bởi vì thu nhập bạn cao hơn hoặc là cao hơn cái mức 400%, hoặc là
nếu mà cái thu nhập của bạn thấp hơn 400% đi, nhưng mà nó gần với cái mức đó, tức là thu nhập thực tế của bạn cao hơn thu nhập cũ, thì nếu thu nhập thực tế của bạn cao hơn thu nhập cũ thì cái mức mà được được hỗ trợ, cái mức subsidy đó nó cũng thấp hơn, đúng không? Vì bây giờ mình có nói có hai trường hợp, là trường hợp đó là thu nhập khai thể của gia đình bạn đã cao hơn mức 400% rồi, và bởi vì nó cao hơn mức 400% rồi thì bạn không còn được hỗ trợ nữa, thì cái plan bảo hiểm mà bạn mua là ví dụ là 700 đồng, khi năm ngoái bạn mua 700 đồng mỗi tháng, nhưng mà bạn được hỗ trợ 800 đồng cho nên bạn không trả đồng nào cả. Bây giờ bạn không được hỗ trợ nữa bởi vì thu nhập cụ thể của bạn cao hơn rồi, thì mỗi tháng 700, 12 tháng là 8.400, thì người ta sẽ bắt bạn trả cái số 8.400 đó bởi vì thu nhập chính thức của gia đình bạn không được hỗ trợ nữa. Đó là trường hợp thứ nhất, đúng không? Trường hợp thứ hai, thu nhập chính thức của năm 2023 của gia đình bạn á, nó không tới cái mức 400% của mức nghèo đói liên bang. Mà ví dụ thay vì 40 ngàn, bây giờ thu nhập khai thuế của gia đình bạn là 80 ngàn chẳng hạn, gấp đôi. Thì năm ngoái á, khi mà bạn nói 40 ngàn thì người ta tính ra được, người ta nói mỗi tháng gia đình bạn được cái khoản hỗ trợ 800 đồng để mua bảo hiểm sức khỏe Obama này. Bây giờ với cái mức thu nhập sau cùng là 80.000 thì cái mức hỗ trợ á, nó chỉ còn lại là 100 đồng thôi. Và năm ngoái á, bạn mua cái bảo hiểm có giá 800 đồng mỗi tháng bởi vì bạn nghĩ là bạn được được hỗ trợ 800 đồng, cái người agent tính ra cho bạn được hỗ trợ 800 đồng và người ta chọn cho bạn cái plan có giá 800 mỗi tháng luôn, cho nên bạn không trả đồng nào cả. Nhưng mà bây giờ với cái thu nhập sau cùng rồi thì người ta tính lại là bạn chỉ được hỗ trợ 100 đồng một tháng thôi, mà cái plan bạn mua là 800 đồng rồi, vậy thì mỗi tháng bạn phải trả 700 đồng và 12 tháng tức là bạn phải trả 8.400 mỗi năm cho năm vừa rồi, đúng không? Thì chính đó là cái lý do mà vì sao á, là lúc năm ngoái á, là bạn nói mua thì người agent nó nói à, như vậy thì được miễn phí không trả đồng nào cả. Bây giờ bạn làm khai thuế xong thì nó quay lại nó nói là bạn phải trả tiền, là bởi vì cái mức thu nhập mà bạn nói năm vừa rồi bạn nghĩ là năm này thu nhập gia đình bạn chân đó, hóa ra là nó thấp hơn rất là nhiều so với cái thu nhập chính thức, thu nhập sau cùng của gia đình bạn, cho nên bạn bị cái trường hợp là bạn phải trả lại, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giải thích một chút. Có nhiều người hỏi mình á, là thu nhập của gia đình em á, là 36 ngàn hoặc là thu nhập của gia đình em là 62 ngàn thì em có được hưởng Obama, em có được giảm không, em có được cái khoản em có được cái khoản hỗ trợ này hay là không? Thì cái cách duy nhất mà để biết á, là cái thu nhập của gia đình bạn có được khoản hỗ trợ hay là không, thì ở đây mình chút xíu nữa mình sẽ để cái link này vào trong cái một comment để các bạn tiện theo dõi. Thì ở đây á, là cái mức nghèo đói liên bang mà người ta đã lập ra cho năm 2023, và nó có ba cái biểu đồ như thế này. Một biểu đồ là dành cho 48 tiểu bang ở nằm trong phạm vi nước Mỹ, và một biểu đồ tương tự như vậy dùng cho Alaska, và một biểu đồ tương tự như vậy dùng cho Hawaii. Cho nên là nếu bà cầm ở Cali hay là Texas, là Georgia hay là Washington DC thì tất cả 48 tiểu bang đều dùng chung cái này. Thì trong năm 2023, nếu mà gia đình của bạn một người mà thu nhập gia đình bà là 14.580, một người tức là thu nhập của bà là 14.580, thì ở đây là cái mức 100% của cái mức nghèo đói liên bang. Đây là cái điểm 100%. Và nếu như ví dụ giống như mình hay dùng cái ví dụ là bốn người, nếu mà gia đình là bốn người, hai vợ chồng, hai em bé, thì mức 100% nghèo đói liên bang là 30.000. Nếu mà thu nhập của bạn á, là cao hơn 30.000, và đây là cái mức 400%, đúng không? 400%, và gia đình bạn 4 người thì cái mức 400% á, thu nhập gia đình của bạn là 120.000. Có nghĩa rằng á, nếu mà gia đình bạn 4 người và bạn ở trong 48 tiểu bang của nước Mỹ mà thu nhập khai thuế của gia đình bạn ít hơn 120.000 thì bạn sẽ được hưởng cái khoản hỗ trợ này. Cái khoản hỗ trợ này bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào á, là cái thu nhập của gia đình bạn á, là cái số nào dưới cái số 120.000 này. Nó cái khoản hỗ trợ nó sẽ khác. Nếu thu nhập của gia đình bạn 4 người có 30.000 thôi thì cái khoản hỗ trợ nó sẽ nhiều hơn. Cái khoản hỗ trợ nó sẽ khác nếu mà thu nhập gia đình của bạn 4 người là 110.000. 110.000 thì nó vẫn nhỏ hơn 120.000 thì vẫn được hỗ trợ, nhưng mà nó sẽ cái khoản hỗ trợ nó sẽ ít hơn là cái khoản hỗ trợ so với thu nhập gia đình của bạn là 30.000.
hoặc 50.000 hoặc 60.000 hoặc 70.000 hoặc 100.000, đúng không? Thì 110.000 nó sẽ có cái khoản hỗ trợ ít hơn rất là nhiều, đúng không? Thì bây giờ mình cho nên á, mà để biết là gia đình bạn có được hỗ trợ hay là không thì bạn phải coi cái thu nhập gia đình của bạn là nằm trong khoảng nào thì mới xác định được, nếu mà nó ít hơn 400% của mức nghèo đói liên bang thì sẽ được hỗ trợ bao nhiêu, thì còn phụ thuộc vào nó là bao nhiêu nữa. Thì ở đây nếu mà bạn muốn được hỗ trợ bao nhiêu thì rất là dễ, bạn đi đến một cái website này. Nếu bạn không biết thì bạn cứ lên trên mạng, lên trên Google gõ cái chữ Obamacare Plan, sau đó bạn click vào cái đầu tiên của Obamacare Plan, thì ở đây bạn sẽ có một cái trang web này, nó sẽ hiện ra và nó sẽ cho bạn chọn plan và chọn giá cả để chọn cái plan nào và giá cả là bao nhiêu. Thì bạn thấy cái trước tiên mà bạn phải làm á, là phải điền vào cái zip code của bạn là ở đâu, đúng không? Thì ở đây mình cũng tìm cái zip code ở Houston, bởi vì mình nghĩ nhiều người ở Houston, 4477401. Thì ở đây mình sẽ làm thử cho các bạn thấy. Bạn vào đây, bạn bỏ 77401 thì người ta sẽ hiện lên ở Harris County, Texas, tức là ở Bella Houston, nhiều người Việt mình ở đấy, đúng không? Thì bạn chọn cái này, xong rồi bạn nói continue. Thì khi vào đây á, người ta cái trực tiếp người ta sẽ hỏi tiếp theo là về gia đình của bạn và bản thân bạn. Và họ hỏi bạn đã có cái plan ăn vào năm ngoái chưa? Thì ở đây mình sẽ làm ví dụ là mình không có cái plan cho nên mình sẽ skip cái này. Sau đó bạn nói á, là out trong hai house thì nó là you and other people. Yes, có marriage không? Và có dependent không? Yes, đúng không? Và nói có hai người dependent. Continue. Thì bây giờ nói về ví dụ bạn là 42 tuổi, male và có con nhỏ. Tiếp tục. Spouse tức là người partner của bạn, ví dụ 37 tuổi, female, có con nhỏ. Tiếp tục, đúng không? Bây giờ người ta sẽ hỏi đến hai đứa con nhỏ, một đứa 6 tuổi chẳng hạn, male, và không có cái gì ở trên đó cả. Tiếp tục. Và đứa thứ hai 5 tuổi, female, và cũng không có cái gì cả. Tiếp tục, đúng không? Thì sau khi mình bỏ vào gia đình mình bốn người như vậy rồi thì mình confirm. Xong rồi cái tiếp theo người ta sẽ hỏi là cái mức mà bạn nghĩ là thu nhập gia đình của bạn của năm 2024 là bao nhiêu? Thì đây là cái quan trọng. Ví dụ ở đây mình bỏ vào 40.000 này. Thì sau đó người ta sẽ tính ra cho mình là cái khoản hỗ trợ của gia đình mình được là bao nhiêu. Thì bạn thấy ở đây người ta nói này là cái group 1 là hai đứa bạn 6 và 7, 5 tuổi thì không cần bảo hiểm, bởi vì nó có cái bảo hiểm liên bang là cái chương trình Children Health Insurance Plan. Chip ở đáp án nào cũng được cái chương trình này cả. Trẻ em mà dưới 19 tuổi thì ở Mỹ sẽ được bảo hiểm liên bang miễn phí, đúng không? Và bây giờ cái group thứ hai là bạn với là người partner của bạn, đúng không? Thì ở đây người ta tính này, người ta nói là dựa trên cái income và household như vậy thì hai cái gia đình bạn và người partner của bạn á, sẽ được hưởng một cái khoản estimated premium tax credit là 865 đồng mỗi tháng. Thì nếu như mà mình chọn cái plan mà nó ít hơn 865 đồng mỗi tháng thì mình sẽ được miễn phí, mình không trả đồng nào cả. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 đến cuối năm 2024 khi mà mình khai thuế và cái thu nhập chính thức của năm 2024 của mình á mà lớn hơn 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 hoặc là 110.000, 120.000 thì những cái khoản này mà mình đã được hưởng bây giờ rồi á, mình đã lấy cái này để mình trừ vào cái tiền bảo hiểm hàng tháng rồi thì mình sẽ phải trả lại, đúng không? Thì ở đây người ta tính ra cho mình được á, là nếu mình chọn cái plan dưới mức này thì mình sẽ được miễn phí. Nhưng mà nếu cuối năm 2024, đầu năm 2025 khi mình khai thuế và mình nói là thu nhập gia đình của mình vào lúc đó là 120.000, 100.000 thì chắc chắn là mình sẽ phải trả lại cái tiền này, bởi vì cái thu nhập đó nó cao hơn rất là nhiều so với cái thu nhập 40.000 mà mình khai thuế, đúng không? Thì cái đó là cái lý do, cái ví dụ thứ nhất. Bây giờ ở đây mình làm lại, mình nói là lúc nãy mình nói là 40.000 thì kỳ khoản hỗ trợ để mua bảo hiểm Obama là 865 đồng mỗi tháng. Bây giờ mình nói thu nhập gia đình của mình là 90.000, 80.000 đi gấp đôi, để qua cái khoản hỗ trợ bây giờ nó sẽ là bao nhiêu, đúng không? Thì bây giờ người ta nói cái khoản hỗ trợ là khi mà mình nói á, là mình thu nhập của mình 80.000
Thì là hai đứa bé nhà mình á, hai đứa con nhỏ nó lại không được nằm trong cái chương trình của bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em nữa. Nó không được nằm trong cái chương trình chip đó nữa, bởi vì cái chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em liên bang đó là thu nhập gia đình của bạn sẽ phải dưới một cái mức nào đấy thì hai đứa bé đó mới được. Còn nếu không thì hai đứa bé đó nó không được. Bây giờ thu nhập 80 nghìn là bạn thấy không được nữa rồi. Cho nên bây giờ gia đình mình phải mua bảo hiểm cho cả bốn người. Mà bảo hiểm cho cả bốn người thì là cái mức hỗ trợ bây giờ nó là 1.093 đồng mỗi tháng, bởi vì đấy có bốn người lại, cho nên cái mức hỗ trợ nó cao hơn. Nếu như mà mình mua một cái plan mà ít hơn cái mức này thì nó sẽ được miễn phí, nhưng mà đến khi mình khai cái mức thu nhập cụ thể của mình lớn hơn cái đó thì mình sẽ phải trả lại tiền, đúng không? Thì cái này nó rất thú vị, bởi vì mình chọn cái số nó hơi cao cho nên hai đứa bạn nó cũng không được cái bảo hiểm của liên bang, cái chương trình của chip đó, cho nên là cái mức hỗ trợ của mình nó lại thấp hơn. Bây giờ để mình làm lại thêm một lần nữa, mình thử có thể là thay vì 40.000 bây giờ mình chọn 45.000 thì để coi là hai đứa bạn vẫn được cái chương trình chip và cái bảo hiểm, cái mức hỗ trợ vẫn được 865 đồng, đúng không? Bây giờ mình lên một chút 50.000 để coi, mình coi thử là cái mức hỗ trợ nó có giảm không. Hai đứa bạn vẫn được chip và cái mức hỗ trợ bạn thấy là đã giảm xuống rồi này, đã giảm xuống còn 838 đồng rồi chứ không còn là 865 đồng nữa, đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm một chút nữa, 55.000 để coi thử là nó còn giảm bao nhiêu nữa. Hai đứa bạn vẫn được chip và nó giảm xuống còn 804 đồng mỗi tháng, đúng không? Cho nên á, là nếu để mình thêm một cái nữa là 60.000 này thì để coi thử là hai đứa bạn vẫn còn chip và cái giảm hỗ trợ là giảm xuống còn luôn là 765 đồng mỗi tháng, tức là giảm luôn còn 100, đúng không? Thì bạn thấy như vậy, cho nên là nếu như mà cái mức thu nhập khai thuế của bạn là cao hơn là cái mức bạn đã thông báo cho cái người bạn bảo hiểm của bạn thì người ta sẽ lấy lại tiền, bởi vì cái khoản hỗ trợ của bạn nó sẽ trở nên nhỏ hơn, đúng không? Cho nên á, là các bạn phải dùng cái này để các bạn tự tính coi thử là cái khoản hỗ trợ của các bạn sẽ khoảng là bao nhiêu. Và khi mà các bạn chọn cái plan thì các bạn phải chọn cái plan ít hơn cái số tiền này để được miễn phí. Nhưng mà đến khi bạn khai thuế thì bạn cũng phải nhớ là lúc bạn mua bảo hiểm bạn đã nói cái thu nhập bao nhiêu rồi. Bây giờ bạn muốn khai thuế thì bạn cũng sẽ phải khai gần gần ở cái mức đó. Còn nếu mà bạn bắt buộc phải khai hơn cái mức đó thì bạn phải chuẩn bị để trả lại cái tiền này. Cái đó là cái thứ nhất, là cái câu chuyện mình giải thích vì sao. Bây giờ bạn lỡ bị cái chuyện đó rồi thì có những phải làm sao bây giờ để không trả cái tiền này. Thật ra cái tiền này là cái tiền bắt buộc bạn phải trả. Nó có rất là ít cách để không trả lại tiền. Thật ra là nó có hai cách. Cách thứ nhất á, là ở đây mình liệt kê tất cả là có bốn cách, nhưng mà hai cách nó sẽ là thực tế hơn. Hai cách mà không thực tế á, là bạn nếu mà bạn bắt buộc phải trả 8.000 thì bạn phải hỏi, và không có cách nào nữa cả, thì bạn phải hỏi á, là bây giờ cho bạn có một cái payment plan được không. 8.000 thì bạn không trả cùng một lúc được, nhưng có thể một tháng bạn trả 500, thì là sau mười mấy tháng, 20 tháng gì đó bạn sẽ trả hết 8.000 đó. Một tháng bạn trả 400 chẳng hạn, thì sau 20 tháng bạn sẽ trả hết 8.000 đó. Thì IRS người ta sẽ cho bạn một cái payment plan. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi bạn khai thuế, đến khi người khai thuế xong người ta nói là bạn phải trả lại cái số tiền này, thì bạn nói chuyện với người thuế để coi thử là còn những cái khoản nào mà có thể deductible được cho cái chuyện khai thuế của bạn, có thể thu nhập nào bạn có thể khai ít hơn một chút, vân vân. Thì bạn phải làm việc với cái người thuế đó để coi thử là nếu thu nhập bạn khai thuế mà kể hết tất cả các cái khoản tiền bạn phải trừ khấu trừ hoặc là bạn được hưởng để cho cái mức thu nhập khai thuế của bạn nó thấp hơn một chút, để cho cái bạn không phải trả cái số tiền này nữa, nó gần gần giống như là cái số thu nhập mà bạn đã báo cho cái người bạn bảo hiểm một năm trước đây, đúng không? Thì hai cách này là hai cách cuối cùng bạn phải làm để coi thử là có giảm được bao nhiêu. Ngoài ra thì nó có hai cách mà mình thấy là có thể cố gắng được là repayment cap. Nếu mà thu nhập gia đình của bạn ít hơn 400% của cái mức nghèo đói liên bang thì bạn có thể hỏi thêm cái repayment cap này. Nếu như mà thu nhập của gia đình bạn là nhiều hơn 400% của cái mức nghèo đói liên bang á thì bạn sẽ không còn cách nào nữa cả, bạn phải trả thôi. Nhưng mà nếu ít hơn cái mức 400% thì người ta sẽ có quy định là từ mức mà một
100 cho đến 200%, 200 cho đến 300% và 300% cho đến 400%, thì cái khoản tiền phải trả này nó sẽ được có một cái mức tối đa mà bạn không phải trả hết 100%. Thì cái mức tối đa đó nó cũng thay đổi hàng ngày, cho nên cái này bạn phải hỏi cụ thể với cái người thuế. Bạn nói là bạn biết là cái mức tối đa mà bạn phải trả lại hết là 8.000, nhưng mà bởi vì thu nhập của gia đình bạn á nó chỉ khoảng 250% của cái mức nghèo đói liên bang thôi, thì là có cái cap, có cái khoản tối đa này không, thì nhờ người đó xem có thể là năm nay cái khoản tối đa đó là bao nhiêu để bạn có thể giảm xuống cái mức tối đa đó. Bởi vì mình thấy cả cái mức tối đa này thông thường nó chỉ khoảng 2.000, 3.000 thôi chứ không đến 8.000. Nhưng mà nếu như thu nhập của bạn đã hơn 400% rồi thì bạn sẽ không được hưởng cái này nữa. Cái cách cuối cùng nó gọi là hardship exemption, tức là bạn đúng luật thì bạn phải trả lại cái số tiền này, bởi vì bạn không được miễn, bạn không được hưởng kỳ khoản hỗ trợ đó. Nhưng mà có một vài trường hợp người ta sẽ cho bạn được miễn cái chuyện phải trả lại, bởi vì cuộc sống của bạn có những cái hardship. Nếu như mà bạn phải trả lại á thì cuộc sống của bạn và gia đình của bạn nó sẽ rất là khó khăn. Thì trong những điều kiện nào thì bạn có thể xin được cái hardship này, exemption này, những cái khoản ngoại trừ? Cái thứ nhất á, là ví dụ bạn hiện giờ không có nhà ở thì mình nghĩ cái đó nó hơi quá. Cái thứ hai á, là bạn thuê nhà mà đang bị eviction, tức là bị đuổi ra khỏi nhà bởi vì không có trả được tiền thuê nhà, hoặc là nhà của bạn á, là đang bị foreclosure thì cũng có thể. Thì nếu mà bạn gặp cả cái trường hợp này thì người ta sẽ không còn đòi lại cái tiền mà bạn phải trả nữa. Hoặc là bạn không có tiền trả tiền nước, tiền điện thoại, tiền cable, và đã nhận được các cái thông báo từ các công ty điện nước đó là sẽ cắt cái dịch vụ của họ bởi vì bạn chưa trả tiền, thì bạn cũng có thể dùng các cái notice này để bạn xin là bây giờ bạn gặp khó khăn như vậy, bạn không, thậm chí không có tiền trả tiền nước, tiền điện nữa, thì tiền đâu mà trả lại cái số tiền này để người ta miễn cho bạn. Bạn đang bị domestic violence, tức là chồng đánh vợ, vợ đánh chồng gì đấy, thì nếu như mà bạn có một cái giấy giấy cảnh sát là bạn đã khai báo cái chuyện chồng đánh vợ, vợ đánh chồng này, thì bạn cũng có thể được cái đó, được có khả năng được suy xét để miễn cái đó. Bạn có một người trong gia đình bị mất thì cũng có thể được, hoặc là một cái người, người trong gia đình bạn bị mất và cũng thì cũng có thể dùng cái đó để xin miễn được. Bị một cái disaster trong cái vùng bạn ở, có bão lụt thiên tai gì đó, bạn đang khai báo bankruptcy tức là phá sản thì cũng được, hoặc là bạn có những cái medical expenses mà bạn không còn báo trước được, ví dụ gia đình bạn có người nào đau nặng bất thình lình, hoặc là bạn bị xe tông hay là những cái gì đó mà phải có những cái medical emergency và trả rất là nhiều tiền, thì người ta cũng suy xem xét cho bạn để miễn cho bạn trả lại cái số tiền này. Hoặc là bạn có những cái unexpected increases of expense, thì cái này nó unexpected đó, thì ví dụ giống như thường người ta nói là khi mà cũng có gia đình bạn có người bệnh, ví dụ có bạn đột nhiên bị bệnh nặng, bố mẹ bạn đột nhiên bị bệnh nặng, bạn phải chăm sóc và tốn rất nhiều tiền bạc, thì cũng có thể xin người ta miễn trả lại cái số tiền này. Hoặc là cái cuối cùng á, là cái mà mình thấy là có khả năng nhất, tức là ở các cái tiểu bang mà người ta không mở rộng cái chương trình Medicaid á, mình nếu mình cái chương trình Medicaid được mở rộng thì gia đình bạn sẽ qualify cho cái chương trình Medicaid, tức là không phải trả tiền gì cả và được bảo hiểm sức khỏe miễn phí. Nhưng mà dù bạn ở Texas này, bạn ở Georgia này, bạn ở Florida này, thì đó là những cái tiểu bang mà cái chương trình Medicaid không có mở rộng. Và nếu như mà nó mở rộng thì gia đình bạn sẽ được Medicaid, thì bạn cũng có thể dùng cái lý do đó là bởi vì bạn mắc nợ cái này, là bởi vì tiểu bang của bạn không còn mở rộng cái chương trình Medicaid. Còn nếu như mà nó mở rộng giống như bên Cali thì gia đình của bạn được Medicaid thì bạn không cần cái bảo hiểm Obama này nữa, thì có nhiều khi người ta cũng sẽ cho bạn miễn trả lại cái số tiền này. Và tất cả những cái đó thì là bạn phải làm việc với cái người khai thuế cho bạn và cái người bán bảo hiểm cho bạn để xem thử là trường hợp nào là bạn có thể dùng được để xin miễn cái chuyện trả lại tiền này. Và nếu như mà bạn muốn tiến hành cái chuyện xin miễn này á, thì bạn phải điền vào một cái form người ta gọi là Hardship Exemption Form. Và cái form này nó có trên cái trang web mà lúc nãy mình nói về các bạn, tức là cái trang web healthcare.gov. Và bạn lên đấy bạn tìm cái form đấy, xong rồi bạn nộp cái form đấy ở trên cái website này luôn. Và sau khi đó thì là người ta sẽ xem xét. Tuy nhiên cái việc nộp cái form này nó không có đơn giản, cho nên bạn nên làm việc với một người mà đặt cụ thể là cái người khai thuế cho bạn, để người đó giúp bạn là phải nộp cái form này như thế nào, điền cả cái thông tin nào để có được cái xác suất là được
được miễn cái việc trả lại tiền này. Alright. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mình đã giải thích được là vì sao bạn có bảo hiểm Obama mà có khả năng á, là đến khi bạn khai thuế người ta sẽ đòi lại cái số tiền đó. Mà các bạn có nhiều khi các bạn không hiểu, cho nên các bạn hiểu nhầm á, là ban đầu thì được free mà tại sao bây giờ là đòi tiền là sao? Thì không không phải là ban đầu được free, ban đầu là bạn vẫn trả tiền nhưng mà bạn được cái khoản hỗ trợ, và lý do bạn được cái khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ là thu nhập gia đình của bạn dưới mức 400%, và nó đó là dựa vào cái mức thu nhập mà bạn khai với là cái người bạn bảo hiểm cho bạn. Nếu bây giờ thu nhập thực tế nó cao hơn thì bạn phải trả lại, bởi vì cái khoản hỗ trợ nó sẽ là không có nữa, hoặc là nó có nhưng mà ít hơn, thì bạn phải trả cái số tiền chênh lệch hoặc là trả lại cái số tiền đó hoàn toàn nếu như mà bạn không còn nữa. Và nếu như mà bạn gặp cả cái trường hợp đó thì có một vài cách mà mình lúc nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn để giải quyết nó như thế nào. Alright, hy vọng là mình giúp được cho các bạn hiểu rõ cái vấn đề này nhiều hơn và cẩn thận hơn trong cái chuyện mua bảo hiểm Obama và thông báo thu nhập của mình. Nếu các bạn thích cái video này thì cho mình một nút like và cho mình một vài chữ comment. Nếu bạn có câu hỏi gì, thắc mắc gì thì comment, mình sẽ trả lời tất cả các cái thắc mắc. Và những cái câu hỏi như thế này sẽ giúp cho mình làm các cái video khác để cho nhiều người hơn trong cộng đồng của mình biết được những cái cách giải quyết vấn đề này. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye!